chữa bệnh bằng năng lượng của các cảm giác. Năng lượng của hơi lạnh. Để hoàn thành bài tập này, đầu tiên hãy sấy nóng tay chân trong thực tế hoặc bằng kỹ thuật tưởng tượng ở trên. Nếu tứ chi lạnh thì hãy đợi đến khi chúng ấm lên mới được tập bài này. Ngồi hoặc nằm thư giãn, không đè chân tay lên nhau, nhắm mắt. Hãy tưởng tượng giữ trong tay cục nước đá, sau đó bạn đưa nó sang tay khác cảm giác lạnh sẽ rất thật. Bạn thật sự bắt các ma mạch phải co lại. Hãy dùng ý đặt cục nước đá tưởng tượng ở khắp các phần khác nhau của cơ thể. Sau đó để nó xem một bên và tập trung ở hai bàn chân. Hãy tưởng tượng bạn bước chân trần lên nước lạnh. Nếu như bạn đã làm điều này dù chỉ một lần trong đời thì bạn dễ dàng nhớ lại cảm giác này và đôi chân của bạn cũng nhớ và sẽ tạo được cảm giác như thật. Nếu cần thì sau đó lại làm bài tập sưởi ấm. về lợi ích của bài tập. Nếu như thường xuyên thực hiện bài tập này, bạn sẽ không cần rèn luyện bằng ngâm chân nóng lạnh. Tác động của các bài tập này cũng như tắm nóng lạnh cho chân và tay. Cùng với thời gian, bạn có thể phát triển tác động của các cảm giác này lên toàn thân. Vậy thì bạn có thể bớt thời gian tắm nóng lạnh, có thể làm xen kẽ giữa các ngày. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.